dáng một nụ hồng. Em nào mong một ngày mai hạnh phúc. Trong tim em tình như chiếc bóng âm thầm, chỉ là nỗi đau niềm riêng. Yêu là mơ em đã nhủ thầm lòng mình, bao buồn vui em chôn theo ngày tháng. Ánh mắt đam mê dấu kín trong tim, tưởng chừng như không còn tiếc nhớ. Nhưng hôm nay đây khi anh đến bên em, trong yêu thương anh trao môi hôn nồng say đắm. Em nghe trời ơi con tim buông lời giữa đôi tay, cho tình yêu vun vỡ tuôn trào qua bao ngày qua. Trong tim em tình như chiếc bóng âm thầm, chỉ là nỗi đau niềm riêng. Yêu là mơ em đã nhủ thầm lòng mình, bao buồn vui em chôn theo ngày tháng. Ánh mắt đam mê dấu kín trong tim, tưởng chừng hôm nay đây khi anh đến bên em, trong yêu thương anh trao môi hôn nồng say đắm. Em nghe trời với con tim buông lời giữa đôi tay, cho tình yêu vun vỡ tuôn trào qua bao ngày qua. Trời nắng mà đạp xe đạp đi đâu vậy nè? Còn để đầu trần, bộ không có sợ nhức đầu sao? Ôi trời ơi, chết càng tốt. Sao hôm nay Bích Liên nói chuyện gì kỳ vậy? Thôi vô nhà mình uống nước nghỉ chút cho khỏe nghe. Đi. Ôi trời ơi trời ơi, ngoài trời nóng nực, vô nhà của Quỳnh Như cũng bị nóng nực, mà trong lòng của tôi á nó còn nóng nực hơn nữa. Ủa gì kỳ vậy, bộ có chuyện gì vậy Bích Liên? Người mình không yêu mà bắt mình về làm vợ nên trong lòng nóng bức là vậy đó. À, hay là Quỳnh Như giúp mình một việc có được không? Mình đang rắc rối trong tâm, nhưng mà Bích Liên muốn mình giúp việc gì? Vì Bích Liên là chủ, đâu có việc gì tôi từ chối. Chuyện cũng dễ dàng, tôi nghĩ cũng dễ thôi. Vì tôi sắp làm cô dâu. Tôi đã nói là ai mà làm vợ người mình không yêu, nên tôi muốn nhờ Quỳnh Như thế dùm tôi. À, nhưng mà thế chuyện chi, nhờ tôi thế dụ gì? Thế làm cô dâu, làm đám cưới với Tường Giang. Ý, trời đất ơi. Anh Tường Giang hả? Ừ. Nhưng mà anh Tường Giang mình gặp có một lần hả? Như vậy là Tường Giang cưới Bích Liên hả? Đó, vậy mới chết tôi chứ. Mới gặp có một lần như Quỳnh Như vậy, chưa có chút gì gợi tình cảm thì làm sao yêu được. Nhưng tôi nghĩ Bích Liên lấy chồng sẽ sống một cuộc đời mới hơn là cứ sống phóng đãng không có tương lai đâu. Nhưng tôi có yêu thằng cha Tường Giang đâu chứ. Nên tôi nhờ Quỳnh Như thế làm cô dâu.
cần gì yêu, chỉ làm tạm cô dâu trong đêm tân hôn. Khi tường gian không thấy biết thì tôi thấy hay biết mấy. Vì gặp một lần hắn khó nhận ra, quỳnh như thế tôi mang ơn nhiều. Nhưng Bích Liên ơi, tôi quá sợ lo, đàn ông họ chỉ cần đêm tân hôn mà. Dù không phải Bích Liên với tôi cũng vậy, họ làm càng làm ẩu lại khổ cho tôi. Thì quỳnh như cứ cào xé cắn cấu tơi bời vậy đó, hay là hộp dài thế vô phòng thân. Đây quỳnh như hãy cầm đỡ vài trăm ngàn, coi như là công tác phí giúp tôi nha. Đi trời ơi, bộ Bích Liên tính làm thiệt sao? Thiệt chứ bộ. Lo công việc đi nha. Một giờ nữa tôi sẽ điện thoại lại xem diễn biến của Quỳnh Như ra sao. Nhưng mà tôi mỏi đi mà nha. Nha vậy nha, đồng ý nha. Nha nha. Tôi có phải là con người khờ đâu mà nằm yên để chờ gá bán. Nha nha nha. Đi nha, nha. Nhưng mà Bích Liên. Trời ơi, sao đây nè? Ôi, chết rồi. Sao đây không biết nữa. Như, khách về rồi hả con? Ủa, má không ngủ sao má? Có, má thiếp được một chút thì nghe có tiếng nói ồm sòm ngoài này. Ủa, ai vậy con? Dạ, cô chủ của con đó má. Có chuyện gì quan trọng không con? Dạ có, cổ tính giúp con tìm chỗ ở khác, chứ ở đây nhà nóng nực quá à. Con à, ngồi xuống đây. Ừ, ngồi xuống đây rồi má muốn nói với con nghe chuyện này. Dạ, chuyện gì vậy má? Má cũng tính nói với con mấy bữa nay rồi, mà cứ khi quên nó khi nhớ. Sao đầu óc của má lúc này nó kỳ quá à. Như à, nếu như con có công ăn việc làm ổn định rồi á, thì để má biểu thằng Hoài Sơn nó làm đám cưới với con cho rồi nha. Má thương nó quá à. Một thân một mình không có ai lo, miếng cơm manh áo để giúp giùm cho. Sao hả con? Dạ, con biết tính gì đâu khi con chưa biết được. Trời ơi, cái thì chuyện má nói vừa rồi đó, cưới gà xong má chết cũng yên lòng. Má không, bệnh của má đã qua lúc hiểm nguy, thuốc men đầy đủ má sẽ khỏe hơn. Kìa, bộ con đã hoài sương rồi nên con đầy đưa không bằng lòng má. Nhưng hiện nay má còn đang bệnh, con có chồng không ai lo. Điện thoại kìa con. Alo, Bích Liên hả? Khoan đã. Mình đã nghĩ kỹ vấn đề này rồi, chuyện này không có thể được đâu. Thì chuyện hồi nãy Liên nhờ làm cô dâu giả đó. Hả? Sáng mai dọn nhà hả? Sáng mai có xe tới. Rồi. Cảm ơn Bích Liên trước nha. Chào. Má. Má ơi, ngày mai mình dọn nhà, nhà mới sẽ không có nóng như nhà này đâu má à. Trời đất, dọn nhà? Dạ. Ủa gì kỳ vậy? Gì mà dọn nhà gấp dữ vậy con? Dạ, cô chủ hồi nãy đó má,
Cô vô nhà mình, cái ngồi thấy nóng nực quá à. Cô chịu không có nổi, cô muốn giúp con căn nhà khác đó mà. Sao tự nhiên rồi cái vô nhà thấy nóng nực rồi cái muốn giúp con có căn nhà khác vậy đó hả? Má, dạ thì... Con nói thật với má đi, con đừng có giấu má. Dạ, cổ muốn nhờ con giúp cho cổ. Con thật bất ngờ vì cổ bị ép gả cho người không thương bao giờ. Lúc này con chưa hiểu nên con rất e ngại. Sao cổ nói rõ là làm cô dâu giả giúp cổ thôi. Cái gì? Chuyện vợ chồng mà làm cô dâu giả làm sao được? Đã tìm hiểu nhau, họ đã biết mặt. Con vào làm cô dâu giả làm gì họ không biết hay sao? Chỉ một lần gặp nhau thì bên đàn trai không thể nhận diện được. Chưa yêu nhau mà gia đình cổ lại ép buộc. Không yêu thương nhau, khó ở với nhau vĩnh viễn. Rồi sao lại nhờ con nhảy vô làm cô dâu? Hình thức cô dâu chỉ trong vài giờ. Đáp lại mình sẽ được một căn nhà thật là khang trang. Con thấy tuổi thọ của má thì đau yếu kéo dài, ảnh hưởng sức khỏe má, má càng bệnh nhiều thêm. Ôi trời, kêu ai là phải giả. Dù ở đâu, thể tới số là phải chấp nhận thôi con à. Má, má ơi, tuy nói thế nhưng lòng con sao nỡ. Nhìn thấy má ra vô mà lòng con trắng trơn. Con xóm xa thầm than thở làm sao con chẳng đau buồn. Dòng nước chảy xuôi đâu có thể chảy ngược về nguồn. Má sanh con công ơn chưa trả, xa chi thân xác này dù có tan xác con cũng vui. Nhưng con đã quên rồi, giữa con với Hoàng Sơn má đã biết từ lâu, con và nó đã hẹn nhau làm đám cưới. Chuyện này con cũng phải cho anh biết để sắp xếp giùm con và cho ý kiến trong chuyện này. Cô chủ mình nhờ giá có bấy nhiêu thôi, không lẽ từ chối. Chuyện làm ăn của con sẽ gặp rắc rối đó má. Má ơi, con cãi má xin má thương mà thứ lỗi. Chỉ lần này thôi mình sẽ được vẹn vẻ đôi đường. Không được đâu con, má thấy cái chuyện này rất là nguy hiểm cho con đó. Má, không sao đâu má, con bảo đảm là con sẽ không làm cho má buồn đâu. Con nói vậy thì má nghe vậy. Thôi, má không xen vào chuyện này đâu, tùy con đó. Dạ. Chào nhạc sĩ, anh tới sớm vậy? À, cô Bích Liên à, tôi đến sớm tại có hẹn. Chà, hẹn? Bộ phải hẹn nhau mới gặp được nhau sao? Thông thường là vậy mà. Còn những trường hợp đặc biệt phải khác chứ. Như tôi nè, muốn gặp anh phải tới đây. Thưa cô, có việc gì không cô? Không có việc gì hết. Không có việc gì mà sao cô tìm tôi? Vậy chứ, anh muốn có việc gì? Tôi tưởng có việc gì Bích Liên mới dời gót đến đây. Chứ cô là chúa ghét âm nhạc mà. Ai nói với anh? Ai nói với anh là tôi chúa ghét âm nhạc? Cần gì ai nói? Tự nhiên anh áp đặt cho người ta là ghét âm nhạc à? Tôi nói vậy mà có đúng không? Không, hoàn toàn không. Tôi rất thích âm nhạc nhưng giấu bớt sở thích của mình. Vì tôi sợ người đời nói mình thích nhiều thứ quá.
con người được quyền yêu cả vũ trụ của chúng ta. Cô là người quá lo xa. Anh hẹn người ta tới đây có phải không? Phải. Nhưng anh đã bị người ta cho leo cây. Không, cô ấy hẹn đến đây rất đúng giờ. Ủa, nói vậy không phải là Quỳnh Như? Không, cô ấy tên Đài Trang. Cô hẹn đến sớm để giật nhạc đó. À kìa, cô tới kìa. À thôi, để tôi lánh mặt vào trong. Chào thầy. Mấy đứa bạn níu kéo hoài nên em trễ 10 phút. Đừng giận nghe. Anh Sơn à, thầy Sơn. Mấy đứa bạn là trai hay gái vậy? Bạn gái rõ ràng. Hôm nào em rủ đến đây cho anh coi. Đến đây thì đến, chứ tôi không có coi đâu. Cái anh này kỳ ghê á. Thôi, bắt đầu tập nè. Dạ. Ai đón em dưới những bồi hồi mà tim ta sâu nhớ lên rồi. Em đi xây nghìn dáng dở hương tóc phai trong đời. Quên ngày xưa qua bướm chung đôi. Em đón anh dưới cả nồng nàn kẻ lối xuân nồng, nghe đam mê chung hơi thở qua lá giang tay mời. Ta nhìn nhau mắng nói thay lời, cây trái ngừng lời tình yêu. Tay rung tôi cơn xuân thì mà nay đã lỡ duyên thề. Hết rồi người đành xa ta. Ta đứng đây mấy ngã đường nhòa, đời lang thang trọn kiếp sông hồ. Nghe sông riêu mờ trắng cũ sương buốt đôi dài gầy. Từ anh thời gian xóa cuộc tình sâu. Thật lạ, chưa có ai hát nhạc của anh như em hát hết trơn á. Em quyết định từ nay về sau em chỉ hát nhạc của anh thôi. Em ái mộ nhạc của anh đến thế sao? Chứ sao, nhạc của thầy mình á thì mình hát chứ sao. Ôi, thích quá ta, thầy mình nghe gần gũi ghê vậy đó. À, chị là ai? Vô đây có việc gì? Tôi là người ái mộ nhạc của anh Hoài Sơn. Thấy chưa anh Sơn, em nói nhạc của anh hay lắm mà. Giới thiệu với cô, đây là nhạc sĩ Hoài Sơn. Tôi biết, và tôi muốn gặp anh Sơn có chuyện riêng. Vậy cảm phiền cô được không? Thưa cô, cảm ơn tình cảm nồng hậu của cô dành cho những tác phẩm của tôi viết ra. Nhưng rất tiếc, hiện giờ tôi rất bận. Anh bận? Đã tới giờ mở cửa phòng trà đâu. Nhưng đây là giờ tập vợt. Có quy định hẳn hoi tôi phải làm việc với Đại Trang. Nhưng anh vừa vợt cho cô ấy xong rồi. Bạn thấy mình hát như thế nào, có được hay không? Nhạc Hoài Sơn rất hay. Cô hát hay lắm rồi, khỏi cần phải vợt lại. Tôi muốn bây giờ anh Sơn vợt cho tôi hát một bài nào của anh. Tối nay tôi sẽ lên ca. Chương trình ở đây chỉ dành riêng cho chuyên nghiệp, chứ không cho nghiệp dư lên hát cho vui. Anh Sơn, anh nên đàn cho khán giả ái mộ anh, nhất là khán giả như là cô đây. Tôi không nhờ cô nói hộ, do anh Sơn quyết định. Tôi lãnh lương nơi đây, tôi chỉ làm công việc không tùy hứng được.
Alo. À, Đại Trang hả? Alo. Ủa, sao biết tôi ở đây hay vậy? Vậy à? Được. À, tôi tới ngay. Vậy là xong rồi hả anh Sơn? Em có hẹn phải đi một chút. Không ngờ ta làm việc với nhau mau chóng quá chứ. Chào cô nha. À, anh nói dối không biết ngượng miệng. Tại sao vậy? Cô nên hết sức bình tĩnh. Tôi có nói dối gì đâu. Con quỷ đó nó hát như mèo kêu, đúng hơn là mèo gào mới đúng. Vậy mà anh khen nức nở hả? Tôi có khen hồi nào đâu. Quên rồi hả? Thật lạ, chưa có ai hát nhạc của anh như em hát. Nó sẽ bôi bác nhạc của anh, nó làm mất hết tiếng tăm của anh, anh biết chưa? Hình như cô có chuyện bực mình phải không? Hay là cô giận Quỳnh Như phải không? Không, tôi không hề giận Quỳnh Như. Nhưng sao anh biết tôi bực mình? Cử chỉ của cô làm sao giấu được, đứa con nít cũng biết nữa mà. À, cho anh biết, tôi sắp có chồng rồi đó. Tôi cũng có nghe nói. Chúc mừng cô nha. Sao lại mừng? Thì mừng là mừng cô có hạnh phúc chứ sao. Sao anh biết tôi có hạnh phúc chứ? Cho anh biết, tôi không hề yêu anh ta, mà tôi yêu. Tôi yêu ai thì anh cũng biết rồi. Anh đừng hỏi vô vơ. Trong lúc tôi đang buồn, khi em cho một người mà người này tôi không hề yêu. Ba tôi sao quá vô tình, không hỏi con mình có thương người ta. Rồi chuyện tình tôi nào hay biết, của cô thế nào mà cô nói tôi nghe. Cũng như có ông đuôi mù đàn, cầm đàn khái giao tai trâu. Quỳnh Như đã thề non hẹn biển, chúng tôi không hề xao xuyến với chồng gái, và đã hẹn một ngày mai làm lễ tơ hồng. Mẹ của Quỳnh Như cùng thành vợ thành chồng, với tôi thì một lòng tôi đã hứa, thì câu hương lửa tôi nào dám đổi thay. Hễ thành duyên rồi thì phải nghĩ đến tương lai, phải lo cho sự sống cho ngày mai tươi sáng. Còn phải nghĩ đến chuyện sanh con đẻ cái, không lẽ để bờ giờ vô trách nhiệm sao đành. Theo tôi nghĩ, một cô gái nhà giàu như cô thiếu gì kẻ muốn nhào vô làm rể. Với gia đình giàu sang danh giá như cô, ôi vô số kể, toàn là nhà giàu đâu thua kém chi ai. Đúng, anh nói phải. Nhà giàu thiếu gì, nhưng tôi không yêu thì sao? Cô nói cũng phải.
Vậy cô cũng không nên lấy người chồng mà không yêu cô. Theo anh thì em phải lấy người chồng em yêu à? Không phải riêng cô, mà tôi nói tất cả mọi người, ở thế gian thiếu gì kẻ khóc người cười. Phải có giàu nghèo mới gọi là xã hội. Tôi muốn nói cô là người có đủ điều kiện hơn ai. Hạnh phúc trong tầm tay cô chọn ai lại không được. Những cái nghèo thì cô không nên chọn lừa. Cán cân trên lệch không thể nào bền lâu. Anh với anh nghèo tôi không nên bước lại, và tôi yêu anh cũng không nên tỏ thật. Tôi hỏi anh, có phải Quỳnh Như là vợ sắp cưới? Bích Liên hỏi hơi thừa vì tôi kể hết vừa qua. Tôi hỏi lại lần nữa để sau anh khỏi ngại. Cô ta sắp làm cô dâu trong lễ du quy. Tôi không tin Quỳnh Như thay đổi lẽ làng. Vì tôi từ chối thì nàng có quyền nhảy vô. Thôi, kiếu anh nha. Một hai ngày nữa anh biết liền chứ gì. Chào. Chào dáng kiều của anh. Anh Sơn. Em đứng chờ lâu không? Dạ cũng hơi lâu. Vô nhà đi em. Thôi, cứ đứng ngoài này cho mát đi anh. Anh Sơn. Công việc cả ngày em mệt muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà vừa xong việc em tới anh liền nè. Công việc gì mà làm cho dáng kiều của anh mệt dữ vậy? Em dọn nhà. Dọn nhà? Dạ. Sao không nhắn anh đến phụ? Không có nhắn anh kịp. À, anh Sơn nè. Em có việc này làm em rối tung cả đầu óc hả? Chuyện gì? Nói nhanh cho anh nghe, nói. Bích Liên sắp có chồng anh à. Như vậy em sợ mất việc làm phải không? Không phải, Bích Liên sắp có chồng, nhưng cô không chịu làm dâu. Ủa, sao lạ lùng như thế? Làm dâu mà không chịu làm thì đừng nên làm đám cưới. Nếu vậy Bích Liên tính sao em? Bích Liên cũng nhờ em làm ơn á, làm cô dâu giả với cái giá cổ chịu đền bồi là ngôi nhà khang trang sạch sẽ. Trời, không phải chuyện đùa giỡn nghe em. Anh cũng biết Bích Liên không đùa giỡn bao giờ. Anh thật không ngờ sự tình quái của Bích Liên, con người tráo trở nguyên thiên. Anh phải gặp Bích Liên ngay bây giờ. Ý, anh quên rằng cổ là cô chủ của mình hay sao? Thật là vô cùng ác độc. Anh nói Bích Liên ác độc hả? Chứ ai. Chuyện tình yêu mà cô ta xem như là trò chơi vậy. Nhưng Bích Liên có yêu chồng sắp cưới của cô ta đâu. Cô ta yêu ma yêu quỷ. Anh muốn nói cô ấy không có quyền mua em làm vật thế thân như vậy. Không phải vậy đâu anh Sơn. Bích Liên chỉ muốn phá đám cưới thôi. Cô ấy cho em toàn quyền hành động xử tội tường gian. Nghĩa là sao? Nghĩa là em không phải là vợ của tường gian. Em có nhiệm vụ làm cho tường gian ngạc nhiên rồi ngỡ ngàng, cho hắn hiểu rằng dù tốn bao nhiêu tiền cũng không có được Bích Liên đâu. À, vậy là Bích Liên muốn biến đổi. Tường gian là một anh hề, muốn cho tường gian phải tiền mất mà tật mang, tốn kém tiền bao nhiêu cũng không có ý của riêng mình. Đã mất nhiều tiền mà không được vợ, dù Bích Liên hay Quỳnh Như cũng không thành. Vì thế em mới đồng ý thuận tình đưa má em ở nhà khác và đến đây để gặp anh. Anh hãy chỉ cho em phải làm gì để sắp đặt cho ngày đám cưới em không bị bể chuyện này, giúp Bích Liên mà
cũng có lợi cho gia đình. Anh Sơn, em phải làm gì để bảo vệ đêm tân hôn? Thật cái chuyện ngông cuồng không thể tưởng. Con gái gì mà phóng đãng vô cùng, người ta cưới mình cô ta lại không ưng, còn nhờ người khác thế vào, thật quậy quá chừng. Thì chỉ có con người ngông cuồng ấy mà em có được. Cuộc sống hôm nay không khốn đốn ngặt nghèo, Bích Liên không muốn em mất mát chuyện gì, chỉ là cho Tường Giang một bài học mà thôi. Em nhớ Tường Giang không? Con người đó đâu phải để cho các cô làm tội làm tình đâu. Thì chúng ta đã gặp hắn tại nhà ông Trần Định có một lần đó thôi. Đó, em đã thấy đó. Tướng mạo cao ráo, ăn nói hết sức là khôn ngoan, không lẽ để cho các em đùa với lửa. Nhưng mà bây giờ em phải làm bằng cách nào? Anh sẽ đến gặp ông Trần Định. Không được đâu anh Sơn. Làm như vậy là ta phản bội Bích Liên sao? Dù đây là một trò chơi thôi, nhưng phản bội người tin tưởng mình cũng đáng hổ thẹn lắm anh à. Trò chơi của Bích Liên, còn chúng ta là nạn nhân của trò chơi đó. Anh á. Anh Sơn, em vừa nghĩ ra một cách rất là tuyệt vời. Anh Sơn, hôm đám cưới á, nhất định phải có anh. Anh chuốc rượu cho Tường Giang say khướt. Khi hắn say, em sẽ lẻn ra khỏi phòng tân hôn. Anh đón em ở dưới đường đưa em về, hả? Được không? Anh, được không? Cũng được. Nhưng mà em nhớ nè. Dạ. Em quên là chết anh đó. Em nhớ rồi mà. Em, anh là người uống rượu không bao giờ sai đâu Bích Liên à. Anh chàng nhạc sĩ rất thân của cưng, chắc bây giờ cũng đang lết về nhà rồi. Anh nói trật rồi. Bộ cưng yêu nó lắm sao mà Binh hả? Anh hỏi ba cưng rồi. À, mà thôi, đêm nay là đêm động phòng. Trước khi mình ân ái với nhau, anh tặng cho cưng sợi dây chuyền nạm ngọc này. Đáng lý ra hồi nãy trước mặt mọi người anh đeo cho cưng mới danh dự cho chúng ta, phải không? Đưa cổ đây, anh đeo cho ha. Tôi... Hả? Cô lại? Tại sao cô dám vô đây? Dám vô đây là vì tôi... Tôi là cô dâu mà. Trời ơi, sao cô can đảm quá vậy? Bích Liên nhờ tôi nói lại với ông rằng cô ấy không yêu ông và không muốn làm vợ ông, nên mới nhờ tôi làm cô dâu giả. À, chỉ còn vậy thôi sao? Vâng, chỉ có vậy. Xin phép ông, tôi về. Cô chưa về được đâu. Cô là cô dâu phụ, vậy chắc cô là bạn thân của Bích Liên, đúng không? Dạ không. Tôi là người làm công, tức là nhân viên, là thơ ký cho cô ấy. Thơ ký à? Vâng. Thơ ký mà dám nhảy vô để lường gạt tôi, dám làm cô dâu để hy sinh đêm đồng phòng. Nhà tôi nghèo được cô ta giúp đỡ, nên không chối điều gì dù khó khăn đến đâu. Một khi cô ấy nhờ tôi, vậy thì bây giờ cô hãy làm nhiệm vụ của cô, cởi áo ngoài rồi để làm bổn phận cô dâu, không chú rể nào bỏ lỡ trong đêm động phòng. Một đời người chỉ có một đám cưới mà thôi. Lúc ông đang sai, ông lầm tôi là Bích Liên. Giờ ông đã tỉnh, ông biết tôi là cô gái nghèo, nhưng tôi không bán thân dù với giá rất đắt. Cô chấp nhận rồi, không được rời hồng đêm nay.
muốn gì cũng phải đợi sáng mai cô ạ. Thiệt, rượu nó làm cho tôi tình lòng say. Ông ơi, xin ông vui lòng cho tôi về trong đêm nay. Về sao được, thì tôi đã muốn yêu rồi. Tôi lại ông, vì tôi đã có người yêu. Người yêu à? Vâng. Ai biểu, hả? Có người yêu mà dám làm cô dâu giả. Tôi... Ôi, mà thôi, giả thiệt gì cũng được, ha. Làm nhiệm vụ đi. Không, tôi lại ông mà ông. Tôi lại ông mà. Không có lại tôi... lục gì hết á. Tới mức ăn thua rồi nè. Không, không, không. Tội nghiệp tôi mà ông ơi. Tôi xin ông mà. Tôi lại ông mà. Nói thiệt với cô nghe, nếu cô chưa có người yêu á thì cô đã yêu tôi rồi, phải không? Sao ông dám tự tin như vậy? Có gì đâu mà khó hiểu, hả? Vì nhà giàu như tôi á, đâu có ai vô tình với tôi bao giờ. Đâu dám hững hờ với tôi, vì tôi là nhà giàu, dù nhiễm kiều cỡ nào cũng không từ chối. Nhưng chỉ riêng cô thì hiện giờ cô mới gặp lần đầu tiên. Ông lại quá tự tin thế sao? Tình yêu không phải là tất cả đâu ông à. Vậy là tình yêu cô cũng chưa thấm đượm được bao nhiêu. Vì cô đã yêu và chỉ yêu đầu đời mà thôi. Ông nói không sai, vì hiện giờ tôi là người con gái. Khi mới biết yêu thì được giữ chữ thủy chung. Trở lại đêm tân hôn, cô tính sao đây với người trong đây? Nói tới nói lui rồi ông cũng xử thế như vậy. Tôi xin lại ông tha dung. Người ta đã gạt tôi, đưa cô vào hại thế. Trong đám cưới tôi là chú rể, biết bao cặp mắt nhìn tôi họ rất kính nể. Họ chúc tụng mừng vui cho tôi được yên bề gia thế. Nhưng tôi bị lừa dối trong đêm tân hôn, thật là vô cùng nhục nhã. Thì làm sao tôi có thể cho cô về
Vì xưa nay chưa ai dám khinh tôi cũng như cô. Cô vội vã ra đi thì thật là quá khó. Giờ đây riêng tôi muốn đêm nay bày tỏ vật chất kim cương tôi đây sẵn có. Chỉ trừ những cô gái đã có người yêu mới từ bỏ sang vào. Tôi thử cô thôi, chớ tôi biết cô đã có người yêu rồi. Chứ nếu không, cô đã sẵn sàng dấn hiến. Ai không ăn bạc vàng để sai khiến lòng tham. Tặng cô sợi dây chuyền nạm ngọc, cô không ham. Muốn giày duyên đêm tân hôn, cô một mực từ chối. Tôi cười kẻ có tiền mướn cô vào đường đen tối. Vì nghèo mà cô mặc cho hoàn cảnh dẫn lối đưa đường. Là người làm công phải nghe lời chung, chứ làm chuyện này tôi thấy nhục nhã lắm. Ông vừa nói đúng, vì nghèo, vì hoàn cảnh, vì sợ sống mới làm chuyện này thôi. Nhưng bây giờ giữa tôi và cô có hai cách. Một là cô bằng lòng thật sự thuộc về tôi. Hai là cô làm vợ tôi trên giấy trắng mực đen. Và cô phải trung thành như một người vợ ở bên tôi mãi mãi. Cô cứ đi đi, về về thoải mái. Nhưng nghe vợ chồng bên ngoài cô phải giữ kín cho tôi chuyện này. Như tôi bị gạt trong đêm tân hôn cô đã biết. Và cô đã vô tình tiếp tay với người thân thiết với cô. Tôi đã biết cô cũng vì sự sống. Cô dám lăn mình vào không biết thế nào là sự hiểm nguy. Ông Tường Giang, Tôi biết ông rất giàu. Mà một người giàu như ông thì không cần phải ép buộc một cô gái nghèo đáng thương như tôi. Tôi có ép buộc cô đâu. Lẽ ra đêm động phòng chú rể có quyền làm gì tất cả, đúng không? Dù đó là một chuyện lừa gạt ha, mà cô là người đồng lõa trong vụ gạt này. Nhưng cô thấy đó, tôi chưa đụng tới bàn tay cô đâu mà, phải không? Vì nếu ông có cưỡng bức tôi thì lấy gì bảo đảm tôi không căm thù ông? Và tôi sẽ ám hại ông, hoặc có thể là tôi sẽ tự quyên sinh. Đấy đấy, cô chẳng biết gì về ái tình nên cô mới nói vậy, đúng không? Thú thật nha, chưa có một người đàn bà nào yêu tôi mà phản bội tôi hết. Người nào cũng nói yêu tôi cho đến chết hết á. Nhưng riêng cô thì tôi biết cô có người yêu, nên bác bỏ những hành động nuông chiều. Bây giờ tôi sẽ là vợ trên giấy tờ thôi. Tôi bằng lòng làm vợ trên pháp lý thôi. Được, giờ thì cô hãy ngủ yên thả hồn vào mộng. Tôi thề sẽ không động đến cô đâu. Nhưng tại sao ông không cho tôi về? Sao? Cô nói tôi ngu đến thế sao hả? Nhưng tôi có hẹn giữa đêm khuya này. Tôi biết cô có hẹn với người yêu. Sao ông biết? Đêm khuya không lẽ cô hẹn với cái đám đầu trộm đuôi cướp hả? Chỉ có hẹn với người yêu mới giữa đêm khuya thôi, không? Bây giờ cô cứ ngủ trên giường đó đi. Tôi sẽ sang phòng bên ngủ. Tôi muốn để cho cô yên, để cho cô tự nhiên, đúng không? À, tôi...
À, dạ chào bác. Ủa, cô Liên. Dạ. À, sao tôi nghe nói hôm nay là ngày cưới của cô mà. À, dạ, dạ, dạ ngày cưới của con là ngày hôm qua. Ủa, nói vậy là bộ con Quỳnh Như nó không có làm phụ dâu cho cô sao? À, dạ, dạ có. Ủa rồi, rồi nó đâu rồi cô? Bác đừng có lo. Tại cháu tổ chức đi chơi Vũng Tàu, chắc Quỳnh Như ghé đâu đó để lấy thêm đồ đạc chứ gì. Hèn chi, nó dặn bác biểu cứ ngủ đi đừng có chờ, khi nào về nó sẽ gọi. Ủa mà sao nó đi từ ngày hôm qua tới giờ, rồi bây giờ cô về tới đây rồi mà nó chưa thấy về. À, ý kìa, Quỳnh Như về kìa. Ý, có ông Tường Giang nữa. Thôi thôi, để cháu rút nghe bác. Ủa sao rút? À, cô Liên, cô má. À, Như mới về hả con? Ủa con có khách hả? Để má ra mà sao nha. Khoan, má, má ngồi lại đây đi má. Anh à, đây là má của em đó. Dạ, con chào má. Dạ, còn đây là chồng con đó má. Hả? Chồng? Ê trời ơi, cái gì kỳ vậy con? Dạ, chúng con vừa mới kết hôn hôm qua đó má. Trời đất ơi, Như, tại sao con tự ý kết hôn mà không cho má hay? Dạ, tại chuyện gấp quá má à. Con không kể gì đến má, con không chờ thằng Sơn sao? Ủa, Sơn nào vậy hả má? Thì Hoài Sơn nhạc sĩ nó yêu Quỳnh Như từ lâu, tôi xem nó như là con. À, Hoài Sơn cùng con uống rượu, hồi tối này anh đã thua con. Nhưng bây giờ Quỳnh Như đối với con là vợ. Vợ? Con có bổn phận lo cho má. Trước khi đưa vợ con sang Canada vài tuần, má chuẩn bị đi, chiều nay sẽ dọn nhà. Mặt tiền đủ tiện nghi con đã mua rồi. Thôi, người ta giúp 6 tháng tiền nhà này không có trả lại đâu. Nên tôi muốn ở đây, nếu đi là mất hết còn gì. Họ không trả, con trả cho má tức thì, trả gấp 10 lần, xin má đừng lo. Alo. Dạ, Quỳnh Như đây. Xin chúc mừng nha, Bích Liên đây. À, Bích Liên, sao bạn nhờ tôi giúp giùm, sao bây giờ bạn lại nói vậy? Hãy nghe mình nói nè. Đừng nói gì cả. Không, Bích Liên à, bạn không có được hiểu lầm như vậy nghe chưa. Hãy nghe Quỳnh Như nói đây nè. Vô ích, thôi nha, mình có lời chúc mừng. Khoan, Bích Liên. Quỳnh Như nè, em không được kể bất cứ chuyện gì của vợ chồng ta cho kẻ khác biết, dù kẻ ấy là Bích Liên cũng mặc tình. Tại sao vậy? Em phải đính chánh thanh minh, nếu không khéo thì Bích Liên sẽ hiểu lầm. Anh chỉ là chồng mà. Là chồng em thật sự. Dạ, con là Như Kiều về nước làm ăn thật tình. Con thấy Quỳnh Như có thể hiểu cho đời mình, nên con cưới ngay lập tức về thừa với má sao? Có rể Việt Kiều là điều rất vinh hạnh, nhưng tôi không có thích con tôi nó phụ khó tham vào. Người yêu của nó thương nó biết chừng nào, không lẽ vì vật chất mà phụ rể Trương Hoài Sơn? Hả? Trương Hoài Sơn là người yêu của em từ trước à? Thấy không? Anh đâu có nói sai một chút nào. Nếu Sơn là người yêu tôi thì sẽ ra sao? Vì tôi với ông chỉ yêu trên mặt giấy tờ. Đúng. Và tôi rất thích những người chung thủy như em. Vì tự ái, vì danh dự, tôi muốn làm cho Bích Liên hối hận về việc làm của cô ta.
do tự ái và danh dự của ông mà tôi cũng bị người yêu của tôi hiểu lầm. Tôi thấy cô nên thực tế, không phải để tỏ tình hay cám dỗ gì cô. Tôi thì tôi thích tặng người yêu một sâu chuỗi ngọc hơn là một bài thơ. Sâu chuỗi ngọc đeo thì càng tốt, lỡ có nghèo bán đi cũng rất hay, phải không? Chứ còn bài thơ thì... Chúng tôi yêu nhau không phải vì sâu chuỗi ngọc đâu anh. Thôi, chúng ta thưa má đi về. Đi đâu? Thì đến nhà ông Trạch Đỉnh. Để làm gì? Em quên rằng anh làm ăn chung với em ấy hay sao? Nhưng mà em không đến đó được. Nếu lỡ gặp Bích Liên, em phải nói hết sự thật ra. Nhút nhát như em thì làm tình nhân hợp hơn làm vợ. Còn lâu mới làm nhân tình của anh nè. Tôi không thích trò hôi tanh. Sao em nói quá lời? Anh hôi tanh ra sao hả? Anh sẵn sàng chúng chả với bất cứ đàn bà nào trong đêm. Như vậy đêm nay em thức suốt chứ không ngủ được. Nhờ vậy mới biết anh đang ngủ với một ả kế bên. Cô phải biết, chú rể cưới vợ chỉ chờ đêm động phòng, mà cô là người làm cô dâu giả thật đáng thương. Do đó tôi chưa hề có lỗi gì với cô, đúng không? Bây giờ tôi đưa cô về phòng, tôi sẽ đến gặp ông Trần Định. Nhưng mà anh đừng có gạt tôi, rồi chở tôi đến thẳng nhà ông Trần Định à nghe. Đi. Ba, tại sao ba làm việc kỳ vậy? Tại sao ba nhờ cảnh sát giữ Trương Hoài Sơn chứ? Không phải ba cô, mà là tôi. Ông có quyền gì? Anh ta sai xưa đập phá phòng trà Sơn Ca, không chịu ký tiếp hợp đồng. Mà phòng trà Sơn Ca là tài sản của công ty chúng tôi. Không thể như thế được. Ba, con có lỗi với anh ấy, ba biết không? Con có lỗi với Trương Hoài Sơn thôi à? Con... Lý do? Con đã vô tình làm cho anh ấy đau khổ. Con hãy nói rõ cho bà hiểu coi. Anh ấy mất người yêu là vì con. Tại sao lạ vậy? Vì ba gả con cho người mà con không yêu. Chưa được một lần tìm hiểu về tình sự sáng giàu đâu phải đem hạnh phúc cho con. Cái đẹp là có tâm hồn thanh cao, chứ đâu phải có tiền là chiếm được. Con không thích cái gì bắt buộc lòng mình. Họ có tiền mà không tình, thà buổi đầu họ không chấp nhận với tôi, để tôi không tổ chức lễ tân hôn. Để khi tôi làm lễ linh đình thì họ lại lừa gạt ân tình. Cũng Mai Quỳnh Như xứng đáng làm vợ, và vợ tôi cũng rất. Bây giờ tôi hỏi ông, ông giam Trương Hoài Sơn ở đâu? Tôi muốn gặp Trương Hoài Sơn. Sơn thì cũng rất hiểu tôi, nên tôi chỉ nhờ cảnh sát tạm giữ thôi, chứ không có giam. Cô muốn gặp cũng dễ thôi, cứ đến cảnh sát khu vực là sẽ gặp. Tôi phải đi gặp liền. À, con. Anh Sơn, anh tha lỗi cho em. Chỉ vì yêu anh
mà em mới từ chối với Tường Giang. Dạ, thấy Quỳnh Như vào làm cô dâu, để hôm nay thì họ đã yêu thật sự, để cho anh phải khổ. Giờ đây không còn trở lực nào cả, chúng ta sẽ kết hôn và sẽ sống bên nhau với hết khổ đau trong đời, sống phú quý tuyệt vời và trọn đời hạnh phúc gần nhau. Hôm nay đến với anh chân tình, tỏ lòng mình đã yêu từ lâu. Lòng này đâu còn tiếc gì chi nữa, bởi ai tham tiền đành bỏ nghĩa yêu đương. Tham sang dứt đi cơ hàng tôi, bàng hoàng xót đau cho lòng tôi. Em xin rước anh trở về để em về sống lại tình em. Lòng hơn bao giờ hết, anh cần có một tình yêu xoa dịu lúc khổ đau khi con tim vừa sáng nứt. Anh cần một điểm tựa, cần được tiếp cho một phần bị say rứt để có thêm một phần sinh lực sống trên đời. Trái tim thật sự nói hết lòng mình, đừng giả dối bằng chốt lưỡi đầu môi. Anh tức giận đập phá tan quan chỉ vì Quỳnh Như sống sang ngang phủ bàn. Đã một lần tim anh hầu như vỡ nát thì những lời yêu đương em đừng phai lá tâm tình. Quỳnh Như là vợ của Tường Giác, vậy anh còn nghi ngờ gì nữa? Lúc đầu em chỉ định đẩy Quỳnh Như để bỏ ghét Tường Giác, không ngờ bây giờ Quỳnh Như đã làm cho anh khổ. Tại sao? Tại sao cô vẽ chuyện ra chi cho rắc rối, mà kẻ khổ đau như tôi cùng ngông cuồng như vậy là tự cô phân vợ rẽ chồng. Rồi hôm nay cô nói tiếng yêu tôi tha thiết, có thật lòng mình hay để tiễn biệt linh hồn tôi? Không, khi đưa Quỳnh Như vào cạm bẫy em chưa thấy yêu anh, nhưng sau đó em thấy lòng em rung động. Hôm nay thì anh đừng để cho em phải thất vọng, em đã thật sự yêu anh và không còn mơ mộng điều gì. Anh hãy quên Quỳnh Như đi, chúng ta bắt đầu cuộc sống mới và thật sự yêu. Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có nghe sầu
Có nghe cây mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đâu, hay em vội quên ngày đó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai người, đời em con gái đã lỡ yêu rồi, vâng anh em biết còn ai nữa. Nhưng khi hờn dỗi xa xôi, còn ai đưa đón em yêu. Trời ơi, anh đợi em ở đây hơn 15 phút rồi đó. Thì tới thì lui, giống gà mắt đẻ nãy giờ. Tôi ca họ vỗ tay lâu quá, họ ái mộ tôi nên nán lại ký tên cho họ lưu niệm. Vậy hả? Nè, hôm thứ sáu em đi với nhóm sinh viên suốt ngày ở đại học tổng hợp, phải không? Phải, mấy bạn trẻ thích nghe tôi hát lắm. Chứ bọn già tụi này muốn thích sao? Nè, tôi không thích em làm những chuyện vô giờ, chuyện tào lao ấy nữa. Danh dự của em không phải ở chỗ đó. Đại trang đâu phải là ca sĩ buổi sống lang thang. Ca sĩ như em phải ở chỗ đàng hoàng. Ngoài giờ tôi ca cho phòng trà của ông, ban ngày tôi có thể kiếm thêm. Được. Ông biết á, gia đình tôi ở quê khổ cực, nên tôi phải ca nhiều để kiếm tiền về nuôi. Hoặc có bao nhiêu công việc phải làm, nên chuyện tiền bạc quá cũng dễ quên. Được rồi, em ca mỗi đêm qua sẽ tăng thêm tiền. Như vậy em thấy có bằng lòng hay không? Cảm ơn ông. Nghe nói ông đang tuyển một đoàn ca nhạc đi nước ngoài biểu diễn. Có tôi trong danh sách đó không ông? Để qua về qua hỏi lại Tường Giang coi ha. Em cũng muốn đi chơi một chuyến ở nước ngoài, mà đi du lịch đó thì khả năng em lo không có nổi. Cũng vậy thôi. Bây giờ em lên xe rồi về nhà qua rồi qua tính cho. Vậy ha. Đi em. Ông Định, ông làm cái gì mà kỳ vậy? Tôi là một ca sĩ của phòng trà ông, tôi xin đi được hay không á, ông cho tôi biết chứ. Chứ đừng có nghĩ tôi như bao nhiêu ca sĩ khác, phải năn nỉ, phải gian nài xin ông, để ông nghĩ tình chấp thuận vui lòng. Rồi ông trổ mọi tình yêu, ông hãy xem cho kỳ lại ông coi. Đời này giỡn hay sao? Lơ mơ. Mày giết cái người đứng ra lo liền chứ đừng nói. Nè cưng, nếu mà cưng có thiếu tiền xài thì cưng cứ việc nói với Hòa. Hòa sẽ lo cho cưng, chứ cưng Hòa quyết định độc quyền. Bởi vậy nhạc sĩ Hoài Sơn rất hiểu ý. Hiểu ý thế nào? Hiểu ý ra sao? Xin
xin ông hãy nói mau. Không đời nào hoài sơn dám đụng tới cưng, nói lộn xộn qua quỷ hợp đồng ngay. Còn bây giờ cưng cầm đỡ vài trăm ngàn rồi lên xe về nhà vui vẻ với quà. Ông định, ông đánh giá thấp tôi cỡ đó sao? Ê... chắc ông tưởng ca sĩ nào vào trong phòng trà của ông đều như vậy hay sao? Mà ông quá lời kinh nghiệm, ông bắt tôi hủy hợp đồng cho tôi nghỉ việc, thì tôi sẵn sàng nghỉ liền hôm nay. Chớ đừng nói lời xúc phạm đến tôi. Trả lại bằng tiền thì đâu có sao, đây là qua có lợi với một cuộc đấu trao. Nếu thuận tình thì quyền lợi cũng bằng nhau, người có tiền kẻ có tình hợp biết bao. Nếu ông nói như vậy tôi sẽ nghỉ ngay. Đừng hô à. Và hợp đồng sẽ chấm dứt ngày mai, tôi chỉ ăn ngon đêm nay. Nè, có gì đâu mà nóng nảy quá vậy cưng. Chủ phòng trà như ông bẩn lắm. Chào ông. Ê, cưng. Rồi một con nhạn bay nữa rồi.